Theo nội dung vật tự do nữ: Lê Thị Hồng Thanh Hóa trang phục đỏ, Hà Ngọc Ánh Hải Phòng trang phục xanh. Hai đô, hai vận động viên vào giữa thảm. Hiệp 1 bắt đầu. Hai điểm cho vận động viên đơn vị Hải Phòng. Hai điểm cho vận động viên đơn vị Thanh Hóa. Hai điểm tiếp theo cho đơn vị Thanh Hóa. Ra ngoài rồi. Hai vận động viên vào thi đấu ở giữa thảm. Trận đấu tiếp tục. Hai điểm cho vận động viên mang trang phục màu xanh đơn vị Hải Phòng. Trận đấu tiếp tục. Bốn điểm cho vận động viên đơn vị Thanh Hóa. Một điểm cho vận động viên đơn vị Hải Phòng. Điểm cho vận động viên đơn vị Hải Phòng. Hai điểm cho vận động viên mang trang phục màu đỏ đơn vị Thanh Hóa. Thi đấu ở tư thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Cho vận động viên đơn vị Hải Phòng. Như vậy là hết thời gian thi đấu hiệp 1, hai vận động viên tạm nghỉ. Ở hiệp 1, đỏ 10. Hiệp 2 bắt đầu. 4 điểm cho vận động viên mang trang phục màu đỏ đơn vị Thanh Hóa. Ra ngoài rồi. Trận đấu tiếp tục. Hai điểm cho vận động viên mang trang phục màu xanh. Hai điểm cho vận động viên mang trang phục màu xanh. Vận động viên trang phục màu đỏ phản sang sau được một điểm. Thi đấu ở tư thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Bốn điểm cho vận động viên mang trang phục màu xanh đơn vị Hải Phòng. Thi đấu ở tư thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Hai điểm cho vận động viên mang trang phục màu đỏ đơn vị Thanh Hóa. Thi đấu ở tư thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Hai điểm cho vận động viên mang trang phục màu đỏ. Như vậy là hết thời gian thi đấu.
hai vận động viên đứng giữa sới. Xin công bố kết quả. Với kết quả 19/17, vận động viên mang trang phục màu đỏ Lê Thị Hồng, đơn vị Thanh Hóa thắng cuộc. Mời hai vận động viên di chuyển về bàn ban tổ chức để nhận phần thưởng của ban tổ chức. Đây là quà của đồng chí Lý Duy Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam. Hai vận động viên đứng trên thảm. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Sau đây là nội dung vận dân tộc.